Chào mừng các bạn quay trở lại với giải đấu ao làng của chúng ta, diễn ra vào tối thứ ba và tối thứ bảy hàng tuần với phần thưởng cực khủng như mọi khi lên tới 10 đô. Và ngày hôm nay thì chúng ta có một số khách mời mới. Có lẽ chúng ta hãy cùng điểm qua một số danh sách thanh niên khách mời trong buổi tối ngày hôm nay. Một trong những danh sách mà có lẽ là hơi bị dài. Ở vị trí đầu tiên đó là Huy BMT 1997. Thứ hai là DigiChip đến từ Refund Gaming. Thứ ba là Phở đến từ Virus X. Thứ tư là Đông Cun đến từ Nhật Bản. Thứ năm là Bông Mai đến từ Refund Gaming. Thứ sáu là Lòi Le đến từ đâu đó. Thứ bảy Rambo đến từ Refund Gaming. Tú Đụ đến từ Refund Gaming. Thứ chín là Dion đến từ Virus X. Số 10 là Tài Con đến từ Cerberus. Số 11 Ba Siêu đến từ Cerberus. Số 12 Quang Mặt Lồn đến từ Refund Gaming. Số tiếp theo Piu Piu đến từ Noobboy. Và cuối cùng là bốn thành viên nữa của Noobboy, đó là Ripmo3, Kilo Nhóc 7, Táp và Cap. Như vậy là hôm nay chúng ta có danh sách cái mời đông vãi lồn. Một cái đường bay từ khu vực Zaki đi sang khu vực Lipoca. Và một cái vòng bò cũng đẹp không kém ở khu vực bên phải bản đồ. Ở vị trí này thì có vẻ như khu vực shelter, khu vực chung cư sẽ là một trong những khu vực mà sẽ ở giữa khu vực bản đồ. Và với cái đường bay cùng với kết hợp với cái vòng bo này thì có quá nhiều lựa chọn để các player chúng ta có thể gieo mình xuống để loot cho mình những lượng trang bị cần thiết để bắt đầu cho trận đấu ao làng cuối tuần. Xin lỗi các bạn, đầu tuần này. Tôi điểm qua một chút về các thanh niên đã gieo mình xuống dưới đất rồi. Đông Cun gieo mình sang khu bên trái của bản đồ. Ôi Cao Bằng Bong hay, ông ấy cùng quê với tôi này. Nếu như các bạn không biết thì theo tiếng dân tộc, Cao Bằng Bong Hay có nghĩa là Cao Bằng chúng mình. Một câu nói mà nổi tiếng ở trên khu vực Cao Bằng rồi. Rambo hôm nay nhảy khu vực Seveny. Cạnh đó là vị trí của Lê Hoàng Vy, một trong những người đã để lại rất nhiều ấn tượng trong giải đấu đua tuần vừa rồi. Một người clear được hai party đua luôn. Cách đó không xa là vị trí của Đu Bob, một thanh niên mà có lẽ là các bạn cũng không quá là lạ lẫm rồi. Khu vực Yasana hôm nay chúng ta có Dion. Virus Dion, hôm nay thì Dion của chúng ta thay đổi lại cái nickname khi tham gia thi đấu rồi, không còn X Thảo nữa. Kang vừa nằm xuống bởi vị trí của Tài Con. Đây, một thành viên của Noobboy đó là Táp. Chúng ta cùng xem Táp xử lý những tình huống đầu tiên trong trận đấu này như thế nào. Một quả smoke Táp định sử dụng hay sao? Táp đang có mình khẩu Berry. Một combo full đồ 2 gồm có mũ, giáp và ba lô. Một khẩu Berry cùng với ống ngắm holo. Và bên cạnh đang là vị trí của Balatham cùng với thắng tay to. Nếu như mà Táp có thể bắn tốt để trong tình huống đầu tiên của trận đấu này thì Táp sẽ có mình được 2 kill. Nhưng mà ngay sau đó thì Táp mất đi cho mình nửa máu rồi. Hai viên đạn rất tốt với khẩu AK và ống ngắm 2x của mình. Balatham có vẻ như vừa chứng minh cho Táp thấy mình không phải là một tay vừa. Mặc dù không thi đấu cho bất cứ một team chuyên nghiệp nào cả, tuy nhiên Balatai vừa có mình những viên đạn vô cùng bình tĩnh và chính xác. Thắng tay to thì đang bị kẹp ở giữa và Táp có vẻ như không còn hổ báo nữa trong tình huống tiếp theo rồi. Quay khu bên dưới, đó là vị trí của Tino Hisama. Đây là vị trí mà Tino Hisama đã có cho mình đến 5 kill trong trận đấu ao làng cuối tuần vừa rồi. Và đưa mình được vào trong top 10 và bây giờ Tino Hisama quyết định công sang. Lại là một lần nữa Tino Hisama có mình mạng đầu tiên trong trận đấu ở phút thứ 3. Khá tuyệt vời. Có lẽ là Tino Hisama cũng sẽ không di chuyển ra khỏi khu nhà này đâu. Một khu vực mà ở giữa khu bò, ngay sau đó Killer Nhóc 7 vừa nằm xuống bởi những viên đạn mini 14 của Basil. Ở 3 phút 39 giây thì một thành viên của Noobboy đã nằm xuống rồi. Killer Nhóc 7 chưa bao giờ có duyên với giải đấu ao làng của chúng ta, nhất là thể thức solo. Chưa một lần nào 7 bóng đạt được trong thành tích top 10 cả. Rất đáng tiếc. Basil vừa có mình một lò đạn vô cùng tuyệt vời. Và việc có mình ngược lượng kill, số kill, xin lỗi các bạn, mạng từ rất sớm sẽ khiến cho Basil có rất nhiều tinh thần trong những pha combat tiếp theo. Gần đây đang là vị trí của Hyzerbet, đẩy vào vị trí của Basil. Một khẩu Skyline và ông ngắm xét đốt. Basil thì lùi vào trong khu vực nhà rồi. Ở bên này thì Cloud Sky đang xả những viên đạn mù tạt vào vị trí của người đang bị xả đạn. Và đây là Ripmo3. Ripmo3 đang dừng lại gần vị trí của Cloud Sky rồi. Rất lâu rồi thì chúng ta mới thấy sự xuất hiện của Ripmo3 trong giải đấu ao làng solo.
Gần đây thì VIP chăm chơi PUBG PC hơn rất nhiều. Và việc... thôi đi mẹ mày, thằng Pew nó chết con mẹ rồi. Và việc Noob Boy comeback lại cái thị trường PUBG cũng giống như một làn gió mới vậy. Bây giờ thì 5 thành viên của Noob Boy tham gia vào giải đấu Outland đầu tuần của chúng ta thì đã có 2 người nằm xuống rồi. Đó là vị trí của Pew Pew và Killer Nhóc 7. Pew có cho mình một bộ óc của thiên tài, tính toán bo và di chuyển vô cùng thông minh. Tuy nhiên lại có cho mình đôi tay của một ông bán bánh mì. Khả năng kiểm soát súng đạn chưa phải là tốt. Bây giờ Rip lao mình vào vị trí của ngách rồi. Không biết là sẽ có pha combat nào hay không. Ngạch có vẻ như cũng nghe được cái gì đó và cũng đang có những bước di chuyển thận trọng hơn. Rất từ từ. Có lẽ là sớm có giao tranh trong những tình huống đầu tiên này thôi. Một khẩu K98 và ông ngắm 8x. Đằng sau thì là một khẩu Skyline với ông ngắm 3x thì phải. Check rất kỹ. Đây là một cái iRope rơi ở gần khu vực của một thành viên Noob Boy, đó là Tap. Sau một quãng thời gian khoảng 3 phút trôi qua thì Tap vẫn chưa thể giải quyết được vấn đề mình. Đó là vị trí của 352 cùng với thắng tay to. Vẫn là khẩu Berry, tuy nhiên thiếu đi một cái holo rồi. Tap đã có cho mình được một cái móc khóa hình mũ 3. Có thể khẳng định là khẩu Berry được Tap sử dụng rất nhiều. Tôi xin nhắc lại với các bạn, đây là một trong những khẩu súng rất khó để kiểm soát. Thằng tay to thì có lẽ là ngồi im chịu trận ở khu vực giữa rồi. Vua Mông Đít đang di chuyển qua và nhặt cái rốt này. Chúng ta cùng đảo qua cái rốt này có gì trước đã, trước khi Vua Mông Đít của chúng ta sẽ lượm nó. Đó là một khẩu ốp full đồ cấp 3. Một cái ba lô 3 cùng với một cái xi lanh. Ui đi mẹ lút sạch thế. Lút bóng nhoáng luôn các bạn ạ. Chúng ta cũng đảo qua một số khu vực khác trên bản đồ nào, để xem các player chúng ta sống sót ra sao. Ui Rambo đâu rồi? Rambo chúng ta hình như đã bị clear bởi vị trí của Lê Hoàng Vy à? Không phải, Lê Hoàng Vy chưa có mình một kill nào cả. Như vậy rất có thể là Rambo đã di chuyển sang khu vực khác. Còn ở khu bên dưới này, Ba Bê đang xả đạn vào vị trí của thanh niên trước mắt. Đó là Adonis. Adonis đang là người bất lợi hơn rất nhiều ở đây. Đang lòi con mẹ mày ngón chất cái ra rồi. Chéo Ba Bê lại sử dụng phương án đó là ném một quả lửa lên và quyết định công lên trên, khi bà Adonis đã mất đi cho mình một lượng máu gọi là khá luôn. Quả lửa vô cùng chính xác và bây giờ Adonis đang bị đốt. Máu mất đi rất nhiều và bây giờ có vẻ như Adonis sẽ nằm xuống sau một tình huống sấy xe rất chủ động với khẩu AK của vòng ngắm Zedot của mình. Mạng đầu tiên của Chéo AB trong trận đấu này ở phút thứ 7. Ngày xưa hồi còn trẻ thì tôi thi đấu cũng chủ động như vậy. Và bây giờ thì Rambo rời bỏ khu vực Semini, công lên khu vực Kinh Mông rồi. Kinh Mông là người vừa loot được cho mình full đồ cấp 3 và một khẩu ốp. Rambo đang khao khát có mình mạng của Kinh Mông để có mình những lượng trang bị mạnh hơn. Trong những giải đấu ao làng gần đây thì Rambo chưa thể hiện gì được nhiều, thành tích chưa được tốt. Hai quả smoke liên tiếp được ném ra. Đằng sau của vị trí Kinh Mông đang là TQK2004, ngắm rất kỹ với khẩu M16 cùng với ông ngắm 6x của mình. Rất từ từ. Lại thấy vị trí của Rambo rồi. Cần những hành động dứt khoát hơn trong những tình huống combat như thế này. Có lẽ là TQK cũng biết được là nếu như có mạng của Kinh Mông tình huống này thì anh sẽ phải solo với vị trí của Rambo. Đây rồi, cơ hội để bắn đây rồi. Vẫn chưa có viên đạn nào được bắn ra cả. TQK có vẻ như là hơi bị chần chừ. Cơ hội sẽ không còn nữa nếu như mà Kinh Mông không bắn nữa. Tap lại đang đẩy lên. Tài còn vừa có mình mạng thứ hai trong trận đấu này. Bên trái đang là vị trí của TQK và hình như là các player chúng ta lại đều di chuyển qua các hướng khác nhau. Hơi bị buồn cười. Có những sự tính toán vô cùng tỉ mỉ và cẩn thận. Khi mà trận đấu của chúng ta còn chưa qua được 10 phút, các player chúng ta không muốn giao tranh sớm. Và những và xử lý an toàn như này khiến cho kênh chat của chúng ta sẽ đặt câu hỏi có hay không những trường hợp team up trong giải ao làng đầu tuần này. Không sao cả, tôi nghĩ đấy là những pha xử lý an toàn mà thôi. Quay lại với câu chuyện của Rip Mùa 3, vẫn chưa có cho mình một kill nào trong trận đấu này. Có
có bo đồ thì quá ngon rồi. Skyline K98 cùng với ống ngắm 8x. Có một thực tế khi mà những cái thông số trong những giải đấu gần đây, chuyên nghiệp và bán chuyên, các player chúng ta dần có xu hướng không sử dụng những khẩu sniper nữa, mà bây giờ những khẩu semi sniper như Mini 14, SRL cùng với SKS được sử dụng nhiều hơn hẳn. Anh đang bị xả đạn bởi vị trí của ai đó. Và chúng ta cùng chờ đợi cái vòng bó tiếp theo để xem các player chúng ta sẽ phải di chuyển như thế nào. Ở đây thì Bala đang xả đạn vào vị trí thằng tay to rồi. Có lẽ là Bala không thể giữ được bình tĩnh khi mà cái khu nhà này đang có sự xuất hiện của thêm một người nữa. Gần đó đang là vị trí của TQK. TQK phát hiện ra vị trí của Bala. Và bây giờ những viên đạn TQK được bắn ra, tuy nhiên không được chính xác cho lắm. Tôi đây giải thích về cái tình huống vừa rồi, tại sao TQK lại không xả đạn vào vị trí của Kinh Mông. Nhìn những viên đạn M16 với ống ngắm 6x vừa rồi, có vẻ như TQK chúng ta là player mới chơi và cũng lần đầu tiên được tham gia giải đấu ao làng, cho nên còn hơi bị nhiều bỡ ngỡ. Không sao cả, Bala có mình thời gian để hồi máu rồi. Tài con vừa có mình mạng thứ 3 trong trận đấu này với một viên đạn SRL chính xác vào đầu của Refund CBM. Có lẽ chúng ta phải tạm bỏ qua khu vực này để xem cái vòng bò như thế nào. Một cái vòng bò lệch sang khu vực bên phải của bản đồ. Và Ba Siêu đang là một trong những người ở giữa khu vực bò. Có lẽ không phải di chuyển nhiều trong những tình huống như thế này. Không hiểu vì sao mà Ba Siêu mất đi cho mình nửa máu rồi, nhưng không sao cả. Xung quanh Ba Siêu đang là vị trí vô cùng trống trải và đẹp luôn. Nguyễn Khắc Tú Đụ vừa có mình viên đạn K98 chính xác với ông ngắm 8x vào đầu của Như Quỳnh Jensi. Mạng thứ hai của Tú Đụ trong trận đấu này rồi. Sự khởi đầu và nó là tuyệt vời. Và ngôi nhà này của Tú Đụ cũng tuyệt vời không kém. Một ngôi nhà mà chắc chắn là sẽ phải chịu được thêm một lần bo nữa, không phải di chuyển. Mạnh Tô Xích thì đang xả đạn vào rừng, đéo biết để làm gì. Tú Đụ thì đang bắn khả năng sấy AK của ống ngắm 6x rồi. Trụm bé như lỗ đít luôn, chúng ta vừa xem. Đây, Tú Đụ vừa sấy AK với ống ngắm 6x. Bé như lỗ đít thằng Tùng nhà tôi vậy. Khả năng sấy của nó rất tuyệt vời. Trong khi đó bên này QZ đang xả đạn với vị trí của ai đó. Hình như là Quân Nguyễn 193. Hai bên đang bắn hết một mặt đạn rồi. Nhưng ngay sau đó thì Quân Nguyễn vừa có cái bình mạng của QZ. Một pha giao tranh hơi bị tốn đạn một chút. Và Quân Nguyễn chỉ còn lại cho mình 14 máu mà thôi. Mạng thứ hai của Quân trong trận đấu này rồi. Omaka vừa bị lật xe ở vị trí mà Tiger, người vừa giành được top 1 trong giải đấu ao làng cuối tuần vừa rồi. Một vị trí họ phải nói là vô cùng đẹp. Đây là Cap. Sau khi quay đến vị trí của Cap thì chúng ta bị crash game rồi. Giờ đó ao làng của chúng ta như một món ăn rất bổ ích vào tối thứ 3 và tối thứ 7 hàng tuần với phần thưởng $10. Và crash game như một gia vị của món ăn này vậy. Ngay sau đó, sau khi crash game thì Huy BMT đã có mình được khu nhà gần Nguyễn Khắc Tú Đụ rồi. Cách đó không xa là vị trí của Rifan Rambo. Và cách đó không xa nữa đó là vị trí của Rip 13. Quang Mặt Lồn vừa có mình viên AK chính xác khiến cho Rip 13 bay hẳn lên trên trời. Chúng ta có thể nhìn thấy Rip vừa mới dừng lại ở đằng sau chiếc xe UAT. Và đây là xác của Rip. Đây là chiếc hòm mà Rip vừa mới đứng và đây là chiếc xe UAT mà Rip vừa sử dụng. Một viên đạn K98 chính xác đến từ vị trí của Quang Mặt Lồn. Và không hiểu một điều thần kỳ như thế nào mà viên đạn K này có thể khiến cho người của Rip 13 bay xa đến vậy. Rất thần kỳ luôn. Vị trí của Rambo tôi đánh giá không phải là đẹp. Một cái vòng bò lệch ở giữa khu vực bản đồ. Có lẽ là cũng công bằng cho khá nhiều người. Còn ở khu vực ngoài bò thì rất nhiều player chúng ta đang di chuyển dần với đôi chân trần. Bông Mai đang có mình một chiếc xe để di chuyển và sẽ đi qua vị trí của Đức đẹp dài. Đây rồi, sấy viên đạn đầu tiên rất tốt từ vị trí của Đức. Nhưng mà Bông Mai vẫn còn đó cho mình nửa máu. Tiếp theo là một viên đạn M24. Chưa được chính xác cho lắm. Ngày xưa ở khoảng cách như thế này và với chiếc xe Dacia đi với tốc độ tối đa được khoảng 116 km/h thì tôi dễ dàng có thể bắn được một viên đạn M24 với ống ngắm 3x vào đầu của đối phương ngay. Nhưng đó là câu chuyện của quá khứ rồi. Chúng ta cùng xem các player sẽ di chuyển như thế nào trong cái vòng bo này. Đây là vị trí của Tài Con, người đã có mình 4 kill trận đấu này rồi. Sao màn hình đen xì vậy? Địt con mẹ em sao đấy nhỉ? À đây rồi, xin lỗi các bạn nha. Xin lỗi các bạn, xin lỗi các bạn. Xin lỗi các bạn nha. Ôi thế nãy các bạn không được xem thì mẹ về. Thế nãy các bạn không thấy pha bắn K98 của Quang Mặt Lồn vào vị trí của Rip 13. Nó bay xa vãi lồn ra. Sorry các bạn nha, tôi đéo để ý tại vì tôi lại đang ngồi lệch sang bên phải của cái màn hình.
Ờ không sao, chúng ta cùng quay trở lại với câu chuyện của Ao Làng đầu tuần đi. Phút thứ 16 rồi và còn 60 player đang còn sống. Kinh Mông là người đang có mình combo đồ 3 cùng với một khẩu ốp. Cáp ngay sau đó có mạng của TQK. Và bây giờ Ba Lan đang phát hiện ra vị trí của ai đó rồi. Ngay bên cạnh đó là vị trí kiếm đại chủ, phát hiện ra vị trí của FE. Điều đáng buồn là các player chúng ta đều đang ở ngoài khu vực bo. Ờ không phải mà đi, tôi đéo để ý thật, sorry các ông. Rồi bây giờ thấy rồi đúng không? Bây giờ bình thường rồi đúng không? Làm hơn được. Chẳng phải đâu, tại vì nãy vừa crash xong cái là tôi chiếu cam vào thằng qua mặt lồn luôn nên nó bị đen xì đấy các bạn. Tôi cũng đéo biết nó bị đen từ lúc nào, tí nữa tôi phải check lại một lần nữa để tôi biết cái lỗi nó ở đâu, lần sau tôi khắc phục. Ai vừa đi xe qua đây? Đó là vị trí của T. Đi qua cả vị trí của Lòi Lè. Lòi Lè phát hiện ra vị trí của Phú Phước rồi. Những viên đạn M46 chưa được chính xác một tí nào, mặc dù Phú Phước của chúng ta chỉ còn lại 1/3 màu thôi. Ngay sau đó thì Phú Phước có mình cái vị trí đứng không được hợp lý và Lòi Lè đã có mình mạng thứ hai trong trận đấu này. Một con lửa được ném ra từ vị trí của Peter Hất Lạc. Lòi Lè không hề nào núng, vẫn lôi được cho mình khẩu M24 cùng với ông ngắm 4x ra. Lòi Lè có vẻ ngắm hơi bị trì trong tình huống này. Lòi Lè quyết định là di chuyển sang cục bên phải của Smoke, định đẩy lên trên hay sao. Hất Lạc cũng đang có mình một khẩu M24 và có những viên đạn nào đó được bắn ra từ vị trí của Huy BMT. Không sao cả, Lòi Lè xử lý rất khéo với 4 quả Smoke của mình. Phở vừa có mình mạng của team 18 rồi. Các bà con hay thì có mình mạng của kiếm đại chủ. Còn Lòi Lè thì đang gây khó khăn, bị khó khăn rất nhiều trong làn smoke này với những viên đạn của Huy BMT ở khu vực nhà cùng với Tú Đụ và Rifat Rambo. Có lẽ là không thể đứng được ở đây lâu. Hất Lạc thì vẫn còn đó ở trong nhà và làn khói thì dần dần tan đi rồi. Bây giờ thì Lòi Lè quyết định là chui vào trong nhà để đảm bảo an toàn. Ngó sang vị trí của nhà Hất Lạc. Trong giải đấu này của chúng ta thì không có nết nên các player sẽ phải sử dụng làm sao cho những quả lửa thật là hiệu quả. Đây là khẩu mini 14 cùng với con 6x của Ngạch. Hất Lạc thì vẫn ở bên đó và rất khó khăn cho Lòi Lè nếu như công sang khu vực nhà bên này. Ngạch đang xả những viên đạn mini 14 đầu tiên rồi. Lòi Lè cũng phát hiện ra vị trí của Ngạch luôn. Khu nhà này đang ở ngoài khu bò, rất căng thẳng. Bây giờ thì Rambo tiếp cận được ngôi nhà của ba siêu. Rambo chỉ còn lại cho mình 36 máu mà thôi, không phải là vấn đề. Ba siêu không có dấu hiệu đẩy sang và đây là một trong những ngôi nhà đẹp ở trong bò. Bên này thì Lòi Lè cùng với Hất Lạc vẫn chưa thể giải quyết được câu chuyện hàng xóm của nhau. Bên dưới đang là vị trí của Ba La Thai và bên trên đang là vị trí của Ngạch. Có một điều đặc biệt nữa, đó là cái vòng bò chúng ta bắt đầu di chuyển rồi. Hất Lạc đang là người ở ngoài khu vực bò và bây giờ thì Lòi Lè quyết định bỏ qua vị trí của Hất Lạc để di chuyển vào trong khu vực bò. Chúng ta cùng chờ đợi xem nào, Ngạch vừa ăn một viên đạn nào đó. Lê Hoàng Vy có minh mạng của Titan và Balantine vừa có minh mạng của Peter Hất Lạc. Lòi Lè di chuyển ra khu vực bên trên của bản đồ, có lẽ là một sự di chuyển hợp lý. Ngay sau đó thì Balantine chết ở ngoài khu vực outside play zone. Còn bây giờ thì đang có pha công nhà vào vị trí của Rifat Rambo. Ngay sau đó Rambo có minh mạng đầu tiên trong trận đấu này. Người vừa nằm xuống đó là GG Easy BTRN. Và thủ nhà có lẽ là hơi bị chớp nhoáng, tuy nhiên là kỹ năng bắn tốt của Bồ. Ngạch cũng di chuyển được vào trong cục bò rồi. Đây là No Hope Kira. Và bây giờ chỉ còn lại 27 player mà thôi. Kira đang ở nằm mép khu vực bò, còn Ngạch thì cũng đang ở cách đó không xa, vị trí là rất gần nhau luôn. Ở bên này thì tôi không hiểu bằng một lý do thần kỳ nào đấy, con kia em đã di chuyển được vào trong khu bo rồi. Bỏ đằng sau là vị trí của Huy BMT. Cáp di chuyển lên trên và chỉ còn cách hai cái cây nữa thôi là Huy BMT sẽ bị lộ vị trí trong tình huống giao tranh này. Cáp có mình một khẩu 4/16 cùng với ông ngắm 3x. Còn bên kia là vị trí của Huy BMT, vẫn chưa phát hiện ra vị trí của nhau. Bò chúng ta thì dần thu vào gần hơn rồi. Tài con đang bị xả đạn bởi vị trí của Mạnh Tô Xích, không sao cả, tất cả sẽ ổn thôi. Đây là Hoàng Cút Ca. Hoàng vẫn chưa thả được cho mình một cái thuyền nào cả. Vậy như là Hoàng vẫn chưa thể bắn để có thể hồi được mana. Bây giờ thì Tú Đụ sẽ di chuyển qua vị trí của Hoàng Mana và chúng ta cùng xem nào. Hoàng Cút Ca xả đạn bởi vị trí của Tú Đụ nhưng mà không được rồi. Tú Đụ nằm xuống ở vị trí số 23 trong trận đấu này.
Kỹ năng thả thuyền của Hoàng là tốt. Cú đụng có vẻ hơi an toàn trong tình huống vừa rồi khi mà muốn di chuyển vào trong sâu hơn trong khu vực bản đồ. Đôi khi xử lý an toàn quá là không tốt. Bây giờ Cap di chuyển lên, phát hiện ra vị trí lòi lè rồi. Thi đấu rất tập trung đến từ vị trí của Cap, và chúng ta cùng chờ đợi xem Cap sẽ di chuyển và thi đấu như thế nào. À, phở có mình mạng của Hoàng Kunka. Rambo thì lên xe bỏ chạy, không biết là sẽ đi đâu. Chút nữa thôi thì Cap cũng sẽ có mặt ở trong vụ bò rồi. Lòi lè nằm xuống rồi, vị trí của Tycon. Huy BBT không biết là có phát hiện ra vị trí của Cap không. Tuy nhiên là Tycon vừa có mình một loạt đạn SRL vào ngắm tam x từ khoảng cách rất xa, và có mình mạng của lòi lè rồi. Blue vừa có mình mạng của trường Gorizzi. Còn A phở thì đang ở giữa của bò ngoài, một cái bò đẹp cho tất cả mọi người luôn. Chỉ còn lại 19 player, phút thứ 21 mà thôi. Cái iRob rơi ở giữa khu vực bản đồ thì đéo ai ăn cả. Ta không xem cái iRob này là cái đéo gì mà các player chúng ta chê vậy. Đó là một khẩu M249 cũng đều ngắm 8x. Bạn xìu có lẽ là cũng sẽ phải di chuyển sớm trong cái tình huống bò như thế này. Tuy nhiên xung quanh thì đang hơi bị đông người một tí. Bông Mai vẫn còn sống, và Kubi là người vừa nằm xuống sau một loạt đạn M416 của Bông Mai. Phải nhắc lại một chút, Bông Mai là một trong những player rất đen đủi với giải đấu solo Outland của chúng ta. Chưa lần nào anh giành được một cái top 1 cả. Rất đáng để chờ đợi xem Bông Mai sẽ làm gì. Nếu như hiện tại trên bản đồ các player thi đấu chuyên nghiệp, chúng ta còn vị trí của Tycon, vị trí của Rambo, Cap, Bông Mai và vị trí của Aper nữa. Bây giờ thì Bông Mai lên xe và di chuyển vào trong khu bò. Sẽ đi đâu đây? Vị trí này khá đẹp rồi. Ngạch vừa nằm xuống bởi Kira. Và bây giờ thì ba siêu đẩy lên trên. Chưa phát hiện ra vị trí của Ngạch đâu cả. Cỏ cây khu vực này đang hơi cao một tí. Trung Hanser đang thể hiện cho chúng ta đấy khả năng sấy SKS của mình. Ba siêu phát hiện ra vị trí của Cap rồi. Sau loạt đạn vừa rồi thì Cap có vẻ như bị trừ 99 rồi. Không sao cả. Rất khó khăn cho Cap trong tình huống này khi mà ba siêu là người ở trong khu vực bò. Bây giờ Cap sẽ phải xử lý sau đây. Cần nhiều quả smoke được ném ra từ vị trí của Cap để tránh loạt đạn của ba siêu trong tình huống giao tranh 1v1 như thế này. Lợi thế rất nhiều cho ba siêu. Tuy nhiên ba siêu có biết nắm lấy cái cơ hội này không? Đằng sau đang là vị trí của Kira. Bây giờ thì Cap mới sử dụng những quả smoke của mình. Liên tiếp là ba quả smoke được ném ra rồi. Có mẹ hôm nay cái YouTube nó bị làm sao ấy nhở? Các bạn đợi mình tí nhá, chỉnh lại tiếng thôi. Hôm nay cái YouTube nó bị làm sao ấy? Uầy, ngay sau đó thì Kira đẩy lên trên và ba siêu vừa nằm xuống. Cap có mình thời gian để đẩy lên trên. Kira là người vừa cứu Cap trong tình huống vừa rồi luôn. Tycon thì đang xả đạn vào vị trí của Bông Mai thì phải. Ngay sau đó là loạt đạn của Huy BBT. Đi, con mẹ hôm nay bị làm sao đấy nhở? Mà YouTube nó bị điên không ạ? Hai lần rồi đấy. Tôi đánh giá khu vực Yasana có lẽ là không còn đẹp nữa. Bây giờ thì Bông Mai đẩy lên gần vị trí của Afer rồi. Và chúng ta cùng chờ đợi cái vòng bò tiếp theo xem các player chúng ta sẽ phải di chuyển như thế nào. Đây rồi, một cái vòng bò lệch sang ở giữa bản đồ. Afer, Bông Mai cùng với Rambo và Huy BBT là 4 player duy nhất ở trong khu bò tại thời điểm này. Tycon cũng sẽ phải di chuyển sớm thôi. Vị trí của Rambo phải nói là tuyệt vời. Bây giờ thì cần bớt đang xả đạn vào vị trí của ai đó. Còn Tycon thì đang có dấu hiệu đẩy lên trên. Tên vị trí của Tycon nào. 5 kill rồi. Từ vị trí cắm này thì rất có thể Tycon sẽ phát hiện ra được vị trí của Huy BMT. Tuy nhiên câu chuyện sẽ khác đi nếu như mà Tycon không thể có mình mạng của Bớt ở ngay dưới chân. Cách đó không xa còn vị trí của Mạnh Toxic nữa. Bớt vẫn đang cố gắng chớp lấy cơ hội của mình để có thể có kết thúc được mạng của Tycon. Di chuyển vào bo sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Tuy nhiên Tycon là một trong những player đã có quá nhiều kinh nghiệm rồi. Và tất nhiên tham gia giải đấu A-Làng của chúng ta thì hầu như các player đã biết hết vị trí của nhau. Bây giờ thì có thêm một player nữa xuất hiện ở trong khu bò, đó là vị trí của Cam Hằng.
Bớt đang xả đạn vào vị trí của rất blue thì phải. Còn tài con thì đang kê ra đằng sau vị trí của Mạnh. Để phát hiện ra vị trí của Mạnh rồi. Tuy nhiên những loạt đạn của tài con chưa thể kết thúc được Mạnh Tô Xích. Tài con quyết định là nhảy xuống khu vực dưới tầng 1. Việc di chuyển vào trong bò có lẽ là không quá khó khăn gì với chiếc xe Dacia này. Tuy nhiên di chuyển đi đâu thì lại là một cái câu chuyện khác mà chúng ta sẽ phải chờ đợi xem như thế nào. Trong khi đó khu bên này thì Lê Hoàng Vy cùng với vị trí của Triệu Đầy Ngu. VM từ chính xác rồi, tuy nhiên lượng đạn chưa đủ để có bình mạng tiếp theo. Cam Hằng có bình mạng của Triệu Đầy Ngu rồi. Và về 3 quả sấm mốc được ném ra từ vị trí của Lê Hoàng Vy. VBT đang giao tranh vị trí của tài con và ngay sau đó tài con có bình mạng từ sau trong trận đấu này. Pha di chuyển vào bò hợp lý của tài con. Bây giờ rớt Blue nằm xuống bởi vị trí của chung hai xe rồi. Lê Hoàng Vy phát hiện ra vị trí của Cam Hằng. Cam Hằng đang là người lợi thế hơn với khu vực trên cao như thế này. Nhưng mà hơi nhiều sớm mốc một tí. Bông Mai nằm xuống bởi vị trí của A Phở, hai người đồng đội ở H2 ngày xưa. Ngay sau đó Rambo có minh mạng của Cam Hằng rồi. Tài con cũng có minh mạng của Kira, nâng tổng kill của mình lên 7. Còn 7 player còn sống sót mà thôi. Vị trí của Rambo tôi đánh giá là rất đẹp luôn. Tuy nhiên tận dụng cái vòng bò như thế nào, di chuyển ra làm sao thì lại là một cái câu chuyện chúng ta đáng phải chờ đợi. Đã rất lâu rồi Rambo không có mình một cái thành tích cao trong những giải đấu solo ao làng này. Bớt đẩy vào vị trí của Trung, không phải là như vậy, chỉ tìm một vị trí nằm mà thôi. Bây giờ thì A Phở đang xả đạn vào vị trí của Trung hai xe, chỉ mất đi nửa máu mà thôi. Bên Trung quyết định là đẩy lên trên. Tất cả các player chúng ta đều có mặt ở trong khu bò rồi. Vẫn là 7 player. Và bây giờ thì Bồ phát hiện ra vị trí của Lê Hoàng Vy. Một viên đạn K98 có vẻ thì không được đi như ý muốn thế vậy. Lê Hoàng Vy vẫn đang bị lộ vị trí. Lại một cái vòng bò nữa vào giữa khu bản đồ. Rất căng thẳng. Bây giờ Vy phát hiện ra vị trí của Rambo rồi. Tuy nhiên chưa được. Leverbird vừa nằm xuống bởi vị trí chung hai xe. Hoàng Vy quyết định đẩy lên trên trong tình huống này. Ngay sau đó thì Ifer có minh mạng ở chung hai xe rồi. Chúng ta cùng xem tình huống đẩy lên và có mát giữa Rambo và Lê Hoàng Vy. Rambo là người bắn tốt hơn trong tình huống giao tranh vừa rồi và nâng được tổng số kill của mình lên 3. Về câu chuyện chỉ còn lại 4 player mà thôi. Đó là tài con, Mạnh Tô Xích, Rambo cùng với Ifer. Rất có thể những tình huống cuối cùng này sẽ là câu chuyện của tài con cùng với Rambo. Một player đến từ Severus và một player đến từ Refund Gaming. Mạnh Tô Xích có lẽ là không còn có cơ hội để di chuyển được vào trong khu bò rồi, tôi nghĩ là như vậy. Ba quả smoke được Mạnh ném ra. Và bây giờ thì tài con quyết định là lên xe di chuyển vào trong bò. Một pha xử lý có lẽ là hợp lý khi mà tài con cần cho mình backup trong những tình huống cuối cùng này. Đây rồi, bây giờ Mạnh di chuyển vào trong và loạt đạn AK của tài con nâng tổng kill của mình lên 8. Câu chuyện bây giờ chỉ còn lại 3 người mà thôi. Rambo, tài con hay là A Phở sẽ là người được cái top 1 giải ao làng đầu tuần ở đây. Bây giờ thì A Phở cùng với Rambo phát hiện ra vị trí của nhau rồi. Một viên đạn K98 vẫn chưa chính xác đến từ vị trí của Rambo. A Phở nằm xuống để hồi máu rồi. Bên phải đang là vị trí của tài con. Rambo cùng tài con thì đang hơi khuất nhau một tí. Bây giờ Rambo quyết định mở góc ra. Tuy nhiên pha di chuyển này không được an toàn chút nào. Có lẽ nên quay lại thì hợp lý hơn. Góc bắn của Rambo đang là rất đẹp. Chúng ta cùng xem tài con sẽ di chuyển đi đâu đây. A Phở lại ngó lên rồi. Smoke được sử dụng rất nhiều. Và bây giờ thì quả smoke cuối cùng Rambo được sử dụng ra rồi. Cái vòng bò tiếp theo sẽ quyết định xem các player chúng ta sẽ phải di chuyển như thế nào. Tài con cùng với A Phở cũng đã từng là những người đồng đội cũ. Đây rồi, một cái vòng bò lệch sang khu bên phải của bản đồ. Rambo có vẻ như là người đang bất lợi hơn rất nhiều với cái vòng bò này. Tài con rất khôn khéo di chuyển sang khu bên phải để áp sát vào khu bò ngay. Một sự di chuyển hợp lý. Rambo vẫn còn đó cho mình một chiếc xe UAT. Phát hiện ra tài con đang di chuyển rồi. Sấy trước đến từ vị trí của Rambo. Tuy nhiên không có viên đạn nào chính xác cả. Bây giờ thì đến lượt Rambo lên xe bỏ chạy.
hai quả sấm bốc được ném ra và bây giờ tài con đang xây xe ở vị trí của Labo rồi. Ngay sau đó xe nổ và bây giờ câu chuyện chỉ còn lại một phép một giữa vị trí của tài con cùng với A Phở mà thôi. Sấm bốc được sử dụng rất nhiều và đây là thời gian để A Phở đẩy lên trên, tôi nghĩ là như vậy. Xây rất tốt đến từ vị trí của tài con. Tài con đã có cho mình được 9 kill của trận đấu này rồi. Và nếu như giành được cái top 1 trong trận đấu này thì rất có thể tài con sẽ lại có mình thêm một cái top 1 nữa với số kill rất lớn, đó là 10 kill. 9 quả sấm mốc trên bản đồ, 2 quả flash được bút ra. Xấy rất tốt, tuy nhiên Avo vẫn chưa nằm xuống. Lại là thời gian để Avo hồi máu. Khẩu SRL này đã cướp đi sinh mạng của rất nhiều người rồi. Ngay sau đó thì Avo đẩy ra, tài con kết thúc trận đấu với 10 kill. Xin chúc mừng tài con và xin chia buồn với Avo cùng với Rabo. Lại một cái top 1 nữa xứng đáng dành cho tài con. Xin cảm ơn các bạn đã tham gia giải đấu, theo dõi giải đấu Ao Làng. Và các bạn có thể để lại một like và một subscribe cho giải đấu chúng ta. Cảm ơn các bạn rất nhiều.